lăng dây nó thì mình có thể gói bằng hai loại dây có thể tìm được ở bên Cali này. Thứ nhất là sợi dây ni lông. Sợi dây ni lông người ta bán cũng to to như vậy nè, dễ lắm mà cũng rẻ lắm. Mà nếu các bạn dùng sợi dây ni lông thì nên chọn màu trắng ha. Khi mình nấu nó không có bị ra màu trong nước. Một dây ni lông á thì nó rất là dễ gói, tại vì nó chắc lắm. Rồi một loại nữa, cái này mình tìm ở trong Michael, là cái chỗ bán đồ cho các học trò nó mua để nó làm thủ công rồi đó, trang trí nhà cửa rồi đó. Cái sợi dây này là nó giống như cái sợi dây vải bố vậy đó, hay là sợi dây sợi gì đó, đại khái là như vậy. Cái này thì mình thấy nó an toàn thực phẩm hơn ha, tại vì nó là chất natural. Thì đầu tiên cái bánh ú mình sẽ cắt bao nhiêu dây thì vừa, thì đầu tiên là mình đo, nhưng mà mình không cần đo chính xác mà mình đo nới nới rộng rộng. Đây mình để cái bánh ú nó là như vậy, cái chóp đỉnh của nó ở đây thì mình cứ cao double nó lên, mình trồng nó dưới cái đít bánh ú lên nè. Đây mình có cái đỉnh cấp double của cái đỉnh cao nó là tới đây, đúng không? Tới đây thì mình nhân lên 3 lần, tại vì mình sẽ quay làm 3 lần. 1 lần, 2 lần, 3 lần, được chưa? Ngắn dài chút xíu không thành vấn đề, thà dư chứ đừng thà thiếu nha. Dây ni lông thì cũng vậy. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ gói cho các bạn bằng cái dây đây, dây vải. Đầu tiên là mình cân cái sợi dây ra giữa cái bánh ú nè. Hai cầm hai cạnh nha, đưa lên cái đỉnh nhọn đó. Quay nó qua một vòng để cho nó có một cái chéo hình chữ thập đó. Lật cái bánh ú lại. Đít nó cũng vậy, quay một vòng để cho nó có mình một cái hình chữ thập. Xong rồi, đưa lên. Qua bên cái cạnh kế bên. Xong rồi cũng vậy, quay cho nó kéo một cái hình chữ thập. Các bạn thấy không? Cạnh nào nó cũng có dây nó chặt. Và bây giờ thì mình đưa xuống dây đít nó. Cái này mình xong rồi đó. Nhưng còn dư dây thì mình cứ secure, mình cột lên trên này. Các bạn đừng gói quá chặt tay, tại khi mà nấu đó, nếp nó còn nở ra rất là nhiều. Mình không muốn cái bánh mình nó bị ngứt khi mà mở cái bánh ra. Cột như vậy vừa thôi. Cái bánh nó sẽ có cái không gian để nó nở cái nếp ra. Và lá, gói như mình 3 miếng lá, chắc ăn lắm, không có bao giờ bị bể hết ha. Còn nếu mà hà tiện quá gói 2 miếng thì cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn bị bể đó các bạn. Đừng gói nhiều lá quá. Còn nếu bạn dư lá thì gói 4 miếng cũng được, thì nó sẽ kêu hơn, nó an toàn hơn, nó không chắc chắn cho bạn. Nhưng mà mình thì mình thích gói 3 miếng lá như vậy. Cái miếng nào bự nhất thì để ra ngoài. Đó, các bạn nhớ là như vậy. Bây giờ mình quay dây bằng dây ni lông cho các bạn coi nha. Trước khi mình quay thì mình mở cái dây phụ nãy ha, dây thun mình cột hờ đó. Thì cũng vậy. Cân nó ra giữa cái bánh ha. Cân cái sợi ra giữa cái bánh. Xong bắt đầu trên cái đỉnh nhọn này mình chéo nó qua nè, một cái chữ thập. Chữ thập đầu tiên. Ha, kéo nó qua chữ thập. Lật nó lại. Cái đít nó cũng chéo một cái chữ thập nữa, lúc nào cũng chữ thập. Thì cái cạnh mà nãy mình chưa đi đó. Bây giờ mình đi. Mình đi thì cũng vậy, mình đi xuống cũng là cái cạnh hồi nãy mình chưa đi, cái cạnh nào mình chưa đi thì mình đi ha. Cạnh nào đi rồi thì thôi. Rồi, tới đây là tất cả các cạnh đều có nè, như cái hình ngôi sao này bạn thấy không? Trong video thấy rõ không? Đó, cạnh nào cũng có dây hết. Đó, như vậy cái bánh mình nó mới đẹp. Rồi, cái phần dư này là cái phần mình đưa lên thôi. Bằng cái dây ni lông này thì làm nó nhanh lắm, nó dễ hơn cái dây đây á. Rồi, tất cả những cái này cắt cho nó gọn rẽ. Nếu mà bạn thích mà cột chùm chùm á thì bạn để nó lại ha, bạn kéo lên đây, nhưng mà mình không thích, mình gọn rẽ, mình thích nó như vậy, thấy chưa? Bạn thấy đẹp không? Cái bánh có những cái cạnh có cái đỉnh nhọn rất là đẹp ha. Khi mà mình nấu lên là nó to ra nữa, nó còn đẹp nữa. Cái này cũng vậy, cái dây này thì nó không có chặt như là cái dây ni lông, nhưng mà mình thích là mình thích cái sự an toàn thực phẩm nha. Rồi mình làm tiếp nha.
Mình sẽ tiếp tục gói bằng dây đây cho các bạn coi nha. Rồi mình tiếp tục mình gói nè. Mình hồi lúc đầu mình mới học làm cái món bánh này á, thì cái lăn dây này đối với mình là khó nhất đó các bạn. Tại vì mình phải lăn như thế nào cho nó đều các cạnh, mà khi mình nấu cái bánh nó nở ra đều ha, mà nó không bị rách lá, không bị gấp mí lá, hoặc là nếp nó không có bị tét ra, nó lòi cái nếp bên trong đó. Tôi cha mình cũng học nhiều dữ dội lắm, rồi mình cũng mần mò dữ lắm mình mới ra được cái cách này, là mình thấy rằng mình nghĩ rằng đơn giản để cho mình có thể hướng dẫn cho các bạn làm cho nó nhanh. Đây cân sợi dây ha, mình cái dây này dây đây ha, cái chóp nè, cái chóp nó nè, kế bên cái chóp nó kéo một cái hình chữ thập quạt ha xuống dưới đít nó, cũng vậy kéo một cái hình chữ thập trở lại lên đầu, lên mé bên kia, mé nãy mình chưa có dây đó, cũng kéo một cái hình chữ thập xuống cái mé mà cái cạnh này nè, cái cạnh mà mình chưa có chạy dây đó, đó. Rồi tới đây là bạn nhìn thấy không, đều đó chưa, ngôi sao này có 4 cánh, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh và 4 cánh ha. Tới đây là xong. Nếu mà bạn thiếu dây thì bạn rút ở đây được rồi, nhưng mà mình đã trần hao rồi cho nên mình sẽ có cái dây lên trên đỉnh này cho chắc ăn. Đừng có riết chặt tay quá, nó rách lá nha các bạn. Nó còn chỗ để nó nở nếp nữa, các bạn nhớ như vậy. Cũng sao, các bạn cứ tập. Lần đầu tiên thì cho là nó rách vài cái chứ sao. Ai cũng vậy. Rồi, đẹp không? Gọn gàng. Cái bánh có cái hình đỉnh tháp đàng hoàng. Xin không? Cái cuối cùng nha. Cái khâu này là khó nhất cho nên mình hướng dẫn kỹ một chút. Đây, cân cái sợi dây dây đít cái bánh uống cho cân cái sợi dây đều nè. Đều có nghĩa là chia đều cái độ dài của sợi dây đó. Xong, lên cái đỉnh nhọn của nó, gần sát cái đỉnh nhọn, làm thành một cái chéo chữ thập. Đưa xuống dưới cái bánh, cũng vậy, chéo một cái hình chữ thập. Lần này đi bên này, bên cái cạnh mà mình chưa có dây, cũng chéo hình chữ thập và xuống cái cạnh mà mình chưa có dây. Dễ không các bạn? Thấy dễ mà không phải dễ đâu đó. Các bạn cứ tập đi rồi các bạn sẽ thấy. Rồi, tới đây, xong. Các bạn nhìn lại cái cha, thấy nó có một cái ngôi sao bằng cái sợi dây, thấy không? Không biết trong này thấy rõ bằng cái ngôi sao sợi dây không ta? Đây là cái đỉnh, đây là cái trung tâm ngôi sao ha, một cạnh, hai cạnh, ba cạnh và bốn cạnh. Đó. Còn cái này là dư, dư thì coi như là cạnh phụ đi. Dư thì mình cứ riết dây xuống thôi, không sao hết. Nhưng mà phải cho nó đẹp đẹp, nó gọn ghẻ, đừng có tùm lum tà la, nhìn cái bánh không có hấp dẫn nha. Dư dây tới đâu thì mình rút tới đó. Nhiều quá cắt bỏ nè các bạn. Rồi, xong. Cái bánh ủ đẹp không? Gọn không? Đây cạnh, đây cạnh, sắc nét không? Đây cạnh. Tất cả các cạnh này á, nếu mà mình kỹ đó, thì lúc mà mình gói, mình mưng mưng cái tay mình canh nếp á, mình bẻ lá thì nó đều hơn. Còn mình thì mình làm nhanh thôi. Cũng có những cái cạnh dài hơn và những cái cạnh ngắn hơn, nhưng mà không sao. Miễn cái chóp này đẹp nhọn là được. Khi nấu bánh nó nở ra là nó cũng gần bằng nhau hết ha. Đó, thì các bạn thôi, xong. Mình đã hoàn tất 10 cái bánh ú rồi đây các bạn. 9 cái là mình gói bằng sợi dây đây nè, có một cái là mình thử cho các bạn xem dây ni lông đó. Nhìn nó hơi khác biệt với cái đám kia ha. Đây, 10 cái bánh ú. Mình đã dùng hết nguyên liệu nếp và đậu xanh hết, chỉ còn dư mấy miếng thịt thôi. Mình tính như vậy là cũng gọn gàng ghê chứ ha. Bây giờ mình cho vào nồi. Cái nồi này hơi 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 lớn ha. Mình
cần một cái nồi lớn như vậy, mình mấy cái lá dừa nãy đó mình sắp vô cái đáy nồi. Bây giờ mình sắp bánh ú vô thôi. Các bạn nhớ là lấy cái nồi lớn lớn một chút, tại vì mình nấu cái món bánh này mình cần nước lúc nào cũng phải ngập bánh. Nếu mà cao quá thì nó dễ văng đồ này kia nguy hiểm, cho nên mình chọn cái nồi lớn. Dù chỉ có 10 cái bánh ú thôi nhưng mà vẫn chọn cái nồi lớn. Thật ra cái nồi này mình chắc chừng nửa nồi à, nhưng mà như vậy nó mới an toàn. Và trong quá trình mình nấu mình không cần phải trở đầu cái bánh gì hết, tại vì nước nó đã ngập bánh rồi. Cứ nấu một lần vậy thôi. Rồi, mình sẽ nấu trong vòng 3 tiếng đồng hồ nha các bạn. Mình phải đổ nước cho nó ngập đó nha các bạn, ngập bánh cỡ hai lóng tay của mình á. Đây, mình đổ 1.5 gallon nước uống vào đây. Đó, mình đã thấy nó ngập như vậy rồi. Cho vào đây 1 muỗng muối biển. Mặc dù mình nêm bánh cẩn thận, sau đó các bạn dùng một cái nắp thủy tinh hay một cái dĩa cái gì mà các bạn thấy nặng mà có thể đè bánh xuống được đây, đè nó xuống như thế này ha. Nếu cần thì cho thêm nước, nhưng mà mình thấy nước như vậy là đủ rồi, nó ngập hai lóng tay rồi. Rồi thì giờ đậy nắp nó lại. Mình vặn lửa maximum đó, bếp mình chín số là mình vặn số 9 đó, thì trong vòng từ 30 cho đến 40 phút thì cái nồi này nó sẽ sôi. Khi mà nó sôi lớn, sôi bùng rồi đó, thì các bạn để cho nó sôi khoảng 5 phút, sôi mạnh ha. Xong vặn lửa lại medium hoặc là lửa nhỏ. Chút nữa khi mà nó sôi bùng rồi thì mình sẽ vặn lại lửa số 3 thôi. Thì mình tính 3 tiếng, bắt đầu từ lúc nước nó sôi bùng nha các bạn, chứ không phải từ bây giờ đâu. Rồi, chút xíu nữa nó sôi bùng rồi mình sẽ canh lửa lại. Các bạn nhớ đó, 3 tiếng bắt đầu từ lúc nước nó sôi bùng. Thật ra đó thì cái bánh ú này nó nhỏ 2 tiếng là nó đã đủ chín rồi các bạn. Nhưng mình muốn nấu 3 tiếng là vì mình để dành mình ăn lâu. Càng nấu kỹ thì cái nếp mình nó càng dẻo, càng rền. Và thịt ở trong đó, nó chín, nó tản mạn cái mỡ đồ này kia ra trong cái nếp, ăn rất là ngon. Còn các bạn gấp thì các bạn nấu 2 tiếng là đủ rồi. Có rất nhiều cách nấu nhưng mình vẫn thích cách nấu truyền thống này nhất. Bởi vì nó ngon nhất. Mặc dù nó hơi lâu chút xíu. Chưa tới 30 phút mà cái nồi bánh của mình nó đã sôi dữ dội lắm rồi. Các bạn thấy sôi kinh hồn. Đó, thì và khi mà nó sôi rồi là nãy giờ mình canh thêm 5 phút nữa rồi để cho nó sôi như vậy. Bắt đầu bây giờ là lúc mình hạ lửa nè. Cái bếp điện này của mình nó nhanh lắm, cho nên là mình hạ lửa nhỏ thôi. Nếu mà các bạn nấu ga đó, các bạn đừng có hạ lửa quá nhỏ, số 4, số 5 thì được. Nhưng mà mình muốn nấu cái thời gian kéo dài ra. Nếu mà các bạn nấu lửa medium số 4, số 5 là chỉ cần có 2 tiếng thôi nha. Còn mình là mình muốn nấu lâu, nấu rền. Mình để lửa số 3, từ số 3 đến số 4 thôi nha các bạn, không có nhiều hơn đâu. Dù các bạn để lửa số 3 nhưng mà cái độ sôi nó cứ giữ như hoài như vậy, nó sôi lăn tăng như vậy thì nấu lâu như vậy nó tốt hơn là mình nấu nhanh mà nấu sổi ha. Rồi bây giờ mình sẽ canh nó 3 tiếng từ bây giờ, rồi mình trở lại mình vớt bánh quay tiếp cho các bạn xem. Sẵn đây thì mình cũng nói luôn ha, nhắc nhở các bạn nấu những cái món này đó thì nên chọn cái nồi nhôm. Cái nồi nhôm này nó truyền nhiệt rất nhanh, nó giữ lửa rất đều và nó cho ra cái màu bánh đẹp. Đó là kinh nghiệm của mình ha. Các bạn thấy không, mình đã chỉnh lửa số 3 rồi nè mà nó vẫn sôi đã chưa. Đó. Rồi nói tiếng là 3 tiếng nhưng mình không có quên nó đâu nha. Còn 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mình trở lại mình coi, nếu thiếu nước thì mình châm thêm, còn nếu không thì thôi. Mà thường mình đã đổ ngập nước 2 lóng tay như vậy là nó không có thiếu nước đâu các bạn, nó sẽ đủ đó. Các bạn ơi, sau 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ bánh đã chín rồi nè. Mình vỡ nắp ra vẫn còn sôi sục xà sục xịt nè các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ là vớt bánh ra thôi ha. Mình tắt bếp rồi.
bánh ra nha các bạn. Trước khi mình vớt thì mình đã mở nước lạnh trong một cái thau này ha. Bây giờ gắp bánh bỏ qua nước lạnh thôi, ngâm trong nước lạnh khoảng chừng 5 phút, sau đó mình rửa sạch lại. Các bạn thấy không, sạch sẽ không? Ui, cái bánh này nó bị sốt dày. Nước của mình nó không có bị những cái chất chemical nổi lên là tại vì mình nấu bằng nước uống đó, nhớ không các bạn? Cái món bánh ú này là nấu xong là ăn liền là ngon nhất.